Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn. Tập 115. Chương 1141, Khải Hoàn quay về hai. Hứa Thanh trả lời đơn giản vài câu rồi bỏ Ngọc Giản xuống, duỗi lưng một cái, sau đó cởi áo giáp trên người ra. Phất tay liền có vô số mưa bụi hội tụ trên toàn thân. Rất nhanh liền tắm rửa thân thể sạch sẽ. Trên chiến trường sở dĩ không sửa sang lại, một phương diện là không có ý nghĩa, một phương diện khác là nồng đậm khí tức tử vong và sương mù xâm nhập. Bên trong hoàn cảnh như vậy, trừ phi người có sở thích sạch sẽ, nếu không sẽ không ai thời khắc lặp lại động tác này. Giờ phút này sau khi tẩy trừ xong, Hứa Thanh đổi lại đạo bào mới, đội trưởng cũng toàn thân sạch sẽ như hẳn, mang theo chờ mong đi đến. Lúc trước trên chiến trường, Hứa Thanh đã báo cho đội trưởng biết, hắn chỉ tùy thân mang theo một bộ phận đạo quả, còn lại đều đặt ở trong quận đô. Giờ phút này vừa thấy mặt, không đợi đội trưởng mở miệng, Hứa Thanh lấy ra một cái túi chữ vật từ trong kiếm các, ném tới. Mỗi người một nửa, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, đội trưởng lập tức mặt mày hớn hở. Vậy là đủ rồi, ha ha, rốt cuộc ta có thể đi đổi đạo cổ phong chính lệnh rồi, Tiểu Thanh. Ta nói với ngươi, ta tới quận đô dốc sức tính toán thu hoạch quân công, đều là vì cái này. Đội trưởng vừa lòng thỏa ý, để túi chữ vật vào trong ngực, chú ý đến trên người Hứa Thanh, cười mở miệng. Tiểu Thanh, ngươi có muốn đi đổi một cái mệnh đăng hay không? Quân công từ đạo quả nhiêu đó là đủ rồi, phương diện chiến công cũng đều trao quyền cho cấp dưới. Ngươi xem ngươi lấy được mấy cái chiến công. Ta lấy được 4 cái chiến công ngũ giai, 2 cái tam giai. Hứa Thanh nghe vậy lấy ra kiếm lệnh của mình, điều tra một chút. Chấp kiếm giả Hứa Thanh, dựa theo chấp kiếm cung thượng biểu, cùng với quân kỳ Ti Sắc Minh, cuộc chiến Phong Hải quận, lấy được 1 lần quân công nhị giai, 4 lần quân công tam giai, 7 lần quân công tứ giai, 10. 1 lần quân công ngũ giai. Hứa Thanh sững sờ, hắn không ngờ lại nhiều như vậy. Ha ha, không ít đi. Ta nghe nói đây là phó cung chủ chấp kiếm cung đích thân thượng biểu, trên cơ bản tất cả mọi người đều có. Đội trưởng cười mở miệng, sau đó nhìn khắp nơi một chút, thấp giọng nói. Ngươi trở về liền đi ngủ đúng không? Ta nói ngươi nhé Tiểu Thanh, từ ngày hôm qua đến bây giờ, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Sau khi thất hoàng tử đến, bố cục của quận đô đã không giống lúc trước. Chấp kiếm cung, phụng hành cung, Ti Luật cung do 3 vị đại soái dưới trướng của gã kiêm nhiệm chức cung chủ. Còn có đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở 4 châu bị ghi nhận khuyết điểm. Nghênh Hoàng Châu chúng ta cũng vậy. Nguyên nhân có rất nhiều. Bên trong còn có một tin là phạm nhân đã chạy mất. À, đàn bà U Tinh kia, rõ ràng không tiếc bị thương nặng trên chiến trường. Dù tu vi ngã xuống cũng cưỡng ép giải khai gông xiềng, thừa dịp hỗn loạn mà bỏ chạy. Còn có cận tiên tộc cùng thánh ma tộc, thân phận minh ước của 2 tộc này cùng với nhân tộc đã chuyển đổi. Không biết thất hoàng tử này dùng thủ đoạn gì, thời gian 1 ngày, bọn họ tự nguyện nhận làm tộc phụ thuộc nhân tộc Phong Hải quận. Ngoài điều này ra, còn có hơn 400 ngoại tộc lựa chọn gia tăng cống thuế, đồng thời giao quân quyền. Không nói nữa, ta đi đổi đồ đây, đúng rồi Tiểu Thanh, quận thừa đã thông chi, ngày mai tổ chức quận tang. Tế điện quận trưởng cùng với 3 vị cung chủ chết trận. Hứa Thanh đưa mắt nhìn đội trưởng đi xa. Hắn đứng ngoài kiếm các nhìn qua 4 phía. Quận đồ rõ ràng quen thuộc, bây giờ lại trở nên có chút lờ mờ lạ lẫm. Hết thảy đều không giống nhau. Hứa Thanh bỗng nhiên có chút tưởng niệm Thất Huyết Đồng, tưởng niệm sư tôn. Một lát sau, hắn mua mấy bầu rượu bên trong quận đồ, đi tới kiếm các của Khổng Tường Long. Khổng Tường Long một thân một mình uống rượu, sau khi nhìn thấy Hứa Thanh thì y nhếch miệng muốn nở nụ cười, nhưng lại không cười nổi, cuối cùng cầm lấy bầu rượu, uống một hớp. Hứa Thanh lặng lẽ ngồi ở một bên, cùng Khổng Tường Long uống chung, hai người đều không nói gì. Cho đến qua một đêm, khi sắc trời bên ngoài xuất hiện ánh sáng nhạt, Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Khổng đại ca, sắp bắt đầu quận tang. Khổng Tường Long lặng lẽ ngẩng đầu, hồi lâu sau y trầm thấp truyền ra lời nói. Hứa Thanh, ngươi ở bên ngoài chờ ta. Hứa Thanh gật đầu, đi ra khỏi kiếm các. Không lâu sau cửa kiếm các được mở ra, lúc Khổng Tường Long đi ra, trên mặt của y không còn râu ria, trên người cũng không có mùi rượu,
một thân đạo bào chấp kiếm giả màu trắng chỉnh tề, trong lúc mơ hồ, tựa như quay về thời điểm trước khi chiến tranh chưa tới. Lão đầu tử một mực không cho ta gọi tổ phụ, ta cũng lười gọi, từ nhỏ đến lớn ta cũng chỉ sống một mình. Khổng Tường Long nhẹ giọng mở miệng, nhưng mà, lão nhân này là một người nghiêm khắc, nếu lão trên trời có thiêng, trông thấy ta say khướt như vậy, đoán chừng sẽ lại hiện ra bộ dáng nghiêm mặt mắng chửi ta, tuy rằng hiện giờ lão không cách nào khiển trách, nhưng vẫn để cho lão vui vẻ một chút đi. Người nói có đúng hay không, Hứa Thanh? Khổng Tường Long nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Khổng Tường Long thở sâu, đi thẳng về phía trước. Hứa Thanh cùng với y, hai người rời khỏi kiếm các, trong lúc tiếng chuông vang vọng từng trận giữa quận đô. Trong thời điểm toàn bộ quận đô tràn ngập sự nghiêm túc, bọn họ đến bên trong quận đô, đến ngay trước pho tượng Huyền U cổ hoàng. Giờ phút này, chỗ đó đã có vài chục vạn tu sĩ đứng thẳng. Chấp kiếm cung, phụng hành cung, ti luật cung, tu sĩ quận nha, toàn bộ đều ở bên trong. Còn có càng nhiều thân ảnh đang từ bát phương nhanh chóng bay đến, bên trong có người tứ chi không đầy đủ, có người thương thế chưa lành, có người đôi mắt đỏ thẫm, có người bi phẫn áp lực. Bọn họ đều là tu sĩ sống sót qua bách chiến trên chiến khu phía Tây. Dưới vùng đất, đại quân Hoàng Đô đi ra, cúi đầu mặc niệm. Bên trong đô thành, từng nhà cũng theo bản năng bước ra, nam nữ già trẻ, lặng lẽ nhìn về phía pho tượng Huyền U cổ hoàng. Giờ khắc này, tiền tuyến phía Tây và phía Bắc, toàn bộ tu sĩ các châu ở Phong Hải quận chưa trở về, toàn bộ chấp kiếm giả, tất cả đều buông xuống hết thảy mọi việc, hướng mặt về phía quận đô, vẻ mặt dâng lên vô hạn bi thương. Những người thuộc tông môn ở các châu từng là chiến sĩ từ chiến khu phía Tây trở về, giờ phút này toàn bộ cùng gõ vang chuông của tông môn, vang vọng từng châu, vang vọng bát phương, vang vọng thiên địa, toàn quận cùng bi thương. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1142, Cổ Việt Chương Ngạn 1. Đô thành quận đô là được pho tượng Huyền U cổ hoàng dùng hai tay nâng lên ở trước ngực. Trong nơi tiếp cận pho tượng cổ hoàng nhất tồn tại một cái quảng trường cực lớn. Quảng trường này đủ để dung nạp 100 vạn người, những viên đá xanh trải đường, 99 bậc thang cao sừng sững, bát phương dựng đứng 999 cây trụ rồng điêu cực lớn. Giờ phút này dưới tế đàn nơi đó, chỉ có vài chục vạn người được cho phép đến đây. Vài chục vạn người này lặng lẽ đứng đấy, bên trong có chấp kiếm giả, có tu sĩ phụng hành cung, có ti luật cung, còn có quận chế, quần áo từng người đều chỉnh tề, nhưng thần sắc lại mang theo thương tiếc. Trước ngực của bọn họ đều có một đóa hoa màu đen. Hứa Thanh và Khổng Tường Long đến, đưa tới một chút ánh mắt nhìn chăm chú, trong những ánh mắt này có bi thương, có phức tạp, có hồi ức. Cho đến khi đi tới đội ngũ chấp kiếm giả phía trước bọn. Họ đồng loạt lui về phía sau, nhượng ra một đường đi thông tới phía trước, bước chân Hứa Thanh dừng lại. Khổng Tường Long mặt không cảm xúc, đi thẳng về phía trước, cho đến khi đi tới phía trước nhất, cúi đầu, không nhúc nhích. Hứa Thanh không hề đi lên đầu, hắn đi tới bên cạnh đội trưởng. Đội trưởng vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh, hai người trầm mặc, trong trang nghiêm cùng nghiêm túc, chờ đợi. Bốn phía một mảnh im lặng, chỉ có ý thương tiếc hội tụ trên người hơn 10 vạn tu sĩ nơi đây, khuếch tán bên trong đô thành, bốc lên bên trong Tam Đại Cung, khuếch tán ra toàn bộ Phong Hải quận. Vào thời khắc này, mây mù trên bầu trời cuộn mình, bầu trời u ám cũng bởi vì bi thương dưới mặt đất, rơi xuống nước mưa. Màn mưa tí tách, xối trên nền đá xanh, truyền ra âm thanh tách. Tách cũng xối tới trên thân mọi người ở nơi đây, nhưng không ai dựa vào tu vi để tránh đi cả, mặc kệ nước mưa rơi xuống. Cho đến thời gian một nén nhang sau, theo một tiếng thiên lôi nổ vang, thời điểm đám mây xuất hiện vô số tia chớp. Có mấy đạo thân ảnh từ đằng xa đi tới, từng bước một đi đến quảng trường, từng bước một đi đến bậc thang. Những người này xuất hiện để cho hơn 10 vạn tu sĩ nơi đây đều cúi đầu. Trong đó có phó cung chủ chấp kiếm cung, ti luật cung cùng với phụng hành cung, còn có ba vị trung niên đổi lại y phục thường ngày, nhưng sát khí vẫn tràn ngập như trước,
Ba vị này chính là ba thống soái được thất hoàng tử an bài tiếp quản Tam Đại Cung. Trừ bọn họ ra, quận thừa cũng ở trong đó, vẻ mặt nặng nề. Mà dẫn đầu đám người kia chính là một người thanh niên mặc áo bào màu vàng, một đầu tóc dài màu đen kèm theo áo choàng màu da trắng nõn, gương mặt rõ ràng sắc sảo, cùng với dưới đôi lông mày như lợi kiếm là hai mắt giống như ngôi sao. Hết thảy đều khiến cho người này chẳng những dung nhan tuấn lãng, càng có một cỗ quý khí khó tả. Gã đứng ở nơi đó, giống như thiên địa ở phía trước cũng đều muốn ảm đạm. Gã đi ở phía trước, tựa như mọi người ở phía sau gã vốn là một việc tất nhiên. Gã chính là nhi tử thứ bảy của Nhân Hoàng, người giải cứu nguy cơ cho Phong Hải quận, trấn áp tà ma Phong Hải quận, để cho thiên địa Phong Hải quận lại nắng giáo sáng sủa, được vạn tộc ủng hộ. Hôm nay quận tang bên trong Phong Hải quận cũng chỉ có gã có đủ tư cách đích thân chủ trì. Giờ phút này, dưới vạn chúng bên cạnh khom người, thất hoàng tử bước lên bậc thang, từng bước đi tới chỗ cao nhất. Chỗ đó chỉ có một mình gã, nơi đây cũng chỉ có gã có đủ tư cách đứng ở nơi đó. Độc lập với đài cao, thất hoàng tử ngẩng đầu, ngóng nhìn pho tượng huyền u cổ hoàng cực lớn trước mắt. Trong mắt lộ ra một vòng thần thái sùng kính, sau đó cúi đầu, quỳ bái về phía pho tượng huyền u cổ hoàng. Đồ tôn thế hệ thứ 3915, cổ Việt Trương Ngạn, dập đầu mời hoàng tổ thánh an. Gã quỳ xuống dưới, quận thừa cùng với thống soái phía sau, còn có đám người phó cung chủ ba cung, đều nhao nhao xoay người cúi đầu. Hơn 10 vạn tu sĩ phía dưới cũng đều riêng phần mình cung kính, toàn bộ đều cúi bái. Bọn họ không cần quỳ, bởi vì thất hoàng tử trên kia, sau khi gã quỳ, người bên ngoài liền không có tư cách quỳ cùng gã. Hồi lâu, thất hoàng tử dập đầu 9 cái, đứng lên quay người, bao quát mọi người phía dưới. Bên trong màn mưa, thân ảnh của gã có chút mơ hồ, chỉ có pho tượng huyền u cổ hoàng phía sau càng lúc càng rõ ràng, tràn đầy không khí trang nghiêm. Một lát sau, âm thanh ẩn chứa bi ý, vang vọng thiên địa. Gió to cuồn cuộn, nước lớn tuôn trào, hồng thủy vật tổ, giao long liệt hỏa, phượng hoàng niết bàn. Hôm nay thượng biểu huyền u tổ hoàng, thượng tấu huyền chiến nhân hoàng, tộc chúng ta thủ Phong Hải, một quận may mắn sinh tồn, bảo vệ 800 năm xuân thu, lập hơn 10 giáp thái bình, càng có vô số anh liệt, lấy ba cung cầm đầu. Cung chủ Phụng Hành Cung, Chiêu Hiền Đại Sĩ, cung chủ Ti Luật Cung, Khiêm Tốn Nghĩa Dũng, cung chủ Chấp Kiếm Cung, Tận Trung Cương Vị. Anh linh Phong Hải, khí thế cuồn cuộn, trăng sao không ánh sáng. Xã Tắc Thiên Thu, tổ tông nghìn kiếp, bao nhiêu vinh nhục chìm nổi, bao nhiêu lần thành suy hưng vong. Thiên địa buồn bã thương hạ, sao trên bầu trời thương thầm. Vật còn người vong, thấy di vật mà hồi tưởng tuyết thế, đau buồn từ bên trong, không kiềm chế được. Thất hoàng tử nói đến đây, trước mắt bi ai, vẻ mặt xa xút, lời nói dừng lại. Mọi người dưới mặt đất là một mảnh bi ý, càng có tiếng khóc không nhịn được truyền ra, vang vọng bốn phương. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1143, Cổ Việt Trương Ngạn 2. Như ngọn lửa nhân tộc muôn đời bất diệt, tâm thần nhân tộc khó vùi, ta hướng lên trên mời nhân hoàng, đưa anh liệt Phong Hải vào hồn miếu, lập bia Thái Bình, hưởng muôn đời hương khói. Tộc ta, đời trước có cổ nhân, tinh quang rực rỡ, đời sau có người hùng, quần anh đường đường. Nam bền lòng, tinh thần không ngừng vươn lên, nữ bao dung, hậu đức khoan dung độ lượng. Trước tông tộc, vạn chúng kính ngưỡng, cộng tương hoạt động, kiến từ lưu danh, khiến cho đời sau, chọn đời đừng quên. Thời khắc này, tiếng đau buồn của thất hoàng tử truyền khắp bầu trời, tiếng chuông vang của từng châu từng tông đến từ Phong Hải quận cũng truyền tới nơi đây, vang vọng toàn bộ Phong Hải quận. Toàn quận cùng bi ai. Phía dưới quận đô, tòa kiếm các cao nhất trên mặt đất đại biểu cung chủ, giờ phút này âm âm tan vỡ, sụp xuống tan vỡ, trở thành cho bụi, phiêu tán trước cả vùng đất quận đô. Tiếng khóc không cách nào ngăn chặn từ trong miệng hơn 10 vạn tu sĩ nơi này truyền ra, nước mắt từ lâu cùng nước mưa giao hòa cùng một chỗ.
không phân lẫn nhau. Trước mắt Hứa Thanh có chút mơ hồ, không biết là tâm thần đau thương hay là màn mưa mông lung. Trong lúc mơ hồ hình như lại nhìn thấy thân ảnh cung chủ đứng ở nơi đó. Thân ảnh ấy cao lớn vô hạn, hùng vĩ, sau khi quận trưởng chết, ra sức chống trời phong hải quận. Trong lòng cuồn cuộn bi ai, Hứa Thanh chợt nhớ tới một câu Tử Huyền Thượng Tiên từng nói. Hứa Thanh, lúc nào cảm giác tôn trọng của ngươi đối với cái tổ chức này cùng với những người ở bên trong tăng lên trở thành tôn kính, có lẽ ngươi có thể có được đáp án. Lúc ấy, trong lòng Hứa Thanh có chút mờ mịt, thật ra nhận thức của hắn đối với chấp kiếm giả cũng không phải như vậy. Mà bây giờ ở trong màn mưa, trong sự bi ai, trong lòng hắn ẩn chứa nồng đậm sự tôn kính. Đáng tiếc, thân ảnh bên trong màn mưa cuối cùng chỉ có thể lưu lại trong ký ức, thiên nhân vĩnh viễn cách xa, vật dụng thực tế còn lại trên người hắn, chỉ có khối lệnh bài cung chủ kia. Lệnh bài kia, theo cung chủ tử vong, theo chấp kiếm cung bị thống soái của thất hoàng tử tiếp nhận, hết thảy quyền lợi đều bị lấy đi. Duy chỉ có một đạo quyền sử dụng pháp bảo cấm kỵ của quận đô khi cung chủ còn sống lưu lại, có được một lần quyền hạn sử dụng. Hồi lâu, trong bi ai bao phủ trời đất, thất hoàng tử đứng trên đài cao, lại một lần nữa vang vọng truyền ra giọng nói. Lần này không có bi ý, mà hiện ra vô cùng kiên quyết, hiện ra một cỗ sát cơ động trời, khiến cho bầu trời xuất hiện sấm sét. Bát phương nổ vang, kim long bốn móng ở bên trong cũng hiện ra vô hạn hung ý, bốc lên thế gian. Báo toàn bộ phong hải quận, quận trưởng chết, họa chiến tranh, ba cung vẫn, máu anh liệt, người sau lưng gây ra hết thảy, đã được tra ra. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, hậu nhân của nhân tộc Thiên Hầu, Diêu Thiên Yến, táng tâm tận cùng, trước giờ luôn che chở ngoại tộc trong. Phong hải quận, cấu kết với Thánh Lan, mưu sát quận trưởng, khiến cho Phong Hải lâm vào trong chiến hỏa, phản bội nhân tộc, hại vô số tính mạng người Phong Hải. Và lại đã điều tra ra, tiền tuyến phía Bắc tan vỡ, có liên quan cùng Diêu Thiên Yến. Người này tội ác tày trời, hôm nay bổn vương hạ chỉ, toàn cảnh Phong Hải truy nã diêu tặc, cao hơn cũng tấu lên nhân hoàng, toàn cảnh nhân tộc, truy nã người kia. Lời này vừa ra, một cỗ tức giận ngập trời, trực tiếp bộc phát ra từ trên người hơn 10 vạn tu sĩ phía dưới. Mà những người phẫn nộ hơn nữa là bộc phát từ trên người trăm họ trong quận đô nghe thấy mấy câu nói này. Những chuyện diêu hầu làm những năm này đã sớm khiến cho rất nhiều nhân tộc bất mãn, càng là thời khắc tồn tại tiếng mắng, như là nhiều lần che chở ngoại tộc. Tộc nhân thông hôn cùng ngoại tộc, cấu kết với nhau làm việc xấu, heo chó không bằng, phản đổ nhân tộc, táng tận thiên lương, cúm núm đối với ngoại tộc. Tất cả tiếng mắng này vang vọng trong cả 800 năm. Dưới thế nhân nhìn lại, hình như trong mắt diêu hầu, lợi ích ngoại tộc mới là cao nhất, vinh nhục ngoại tộc mới là trọng yếu nhất. So sánh cùng cái này, nhân tộc không coi vào đâu. Điểm này, đọng lại trong lòng tu sĩ quận đô 800 năm qua, sớm đã hóa thành một loại không cam lòng cực kỳ mãnh liệt. Lúc Hứa Thanh vừa tới quận đô, nghe thấy người bên cạnh không chỉ một lần tự mình chửi bới diêu hầu. Giờ phút này nhìn lại, sự phản bội của gã cũng thuận lý thành chương. Thậm chí lúc quận trưởng tử vong, cũng đã có không ít giọng nói truyền ra, hoài nghi diêu hầu. Giờ khắc này, nhất là tu sĩ Tam Đại Cung, ánh mắt từng người đều vô cùng đỏ thẫm. Trong một cái chớp mắt này, sát ý trước đó chưa từng có hiện lên. Cung chủ vẫn lạc. Đây là đau đớn kịch liệt trong lòng toàn bộ chấp kiếm giả Phong Hải quận, báo thù cho cung chủ, cũng là sứ mạng của đám bọn họ, giết diêu hầu, báo thù cho cung chủ, báo thù cho quận trưởng, báo thù cho vô số người hy sinh vì Phong Hải quận, diêu gia, toàn tộc đáng chết. Cả vùng đất, trong quân doanh, giờ phút này đều truyền ra sát ý đậm đặc. Vào thời khắc này, vô số tướng sĩ đồng loạt phát ra khí tức nghiêm túc, bốc lên thiên địa, khiến cho nước mưa trên bầu trời ngừng lại. Bên trong đám người, giờ phút này thân thể của Diêu Vân Tuệ run rẩy, trong mắt lộ ra bi ai. Mọi người bốn phía nhao nhao hầm hầm nhìn ả, từng người rời khỏi một chút phạm vi, giống như nếu tới gần một chút, liền cảm giác dơ bẩn. Diêu Vân Tuệ mở miệng muốn nói, nhưng lại không phát ra tiếng. Trương Ti Vận đứng ở chỗ đó cũng giống như thế, rất nhanh. Trong một đám quân sĩ đến từ Hoàng Đô,
mẫu tử hai người bọn họ bị toàn bộ mang đi. Dị động trong đám người, thất hoàng tử đứng trên đài cao nhìn rành mạch rõ ràng. Ánh mắt của gã nhìn như tùy ý đảo qua Trương Ti Vận, lóe lên một tia nhỏ không thể nhận ra. Mà giờ khắc này, bên trong quận đô, trong Diêu phủ, muội muội của Diêu Hầu, Diêu Phi Hà, nước mắt chảy dài, từng giọt rơi trên vạt áo Trình Tề, lộ ra ám sắc. Ca, đáng giá sao? Diêu Phi Hà nhắm nghiền hai mắt, chỗ phủ đệ nổ vang, người thất hoàng tử an bài xâm nhập, toàn bộ phụ nữ và già trẻ lưu lại trong gia tộc, toàn bộ bị bắt. Mà nàng nơi đây cũng không có bất luận phản kháng gì, mặc kệ đám tướng sĩ kia tới gần, bắt lại. Thậm chí một khắc phụ nữ và trẻ em Diêu gia bị bắt ra khỏi Diêu phủ, bốn phía cũng không thiếu trăm họ quận đô phỉ nhổ đối với họ. Tiếng mắng không ngừng truyền tới, trong mắt nổi lên hận thù, giống như muốn nuốt máu thịt bọn họ. Xa xa, Lý Thi Đạo tới chậm một bước, nàng đứng ở nơi đó, thần sắc bi phẫn, nhưng lại bất lực. Phẫn nộ đến từ vô số người trong quận đô có thể khiến cho hết thảy giọng nói đều bị dìm ngập trong lửa giận. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1144, Bí mật hồ sơ số 19-1. Trên quảng trường quận Tàng, Hứa Thanh quay đầu, nhìn Diêu Vân Tuệ cùng Trương Ti Vận bị đưa đi xa. Hắn nghĩ tới trên Chiêu Hà Sơn, Yên Miểu tộc nói Diêu Hầu phái bọn chúng tới ngăn cản. Lại liên tưởng đến hành vi trước kia của Diêu Hầu cùng với việc mất tích trên chiến trường. Nhìn từ hết thảy những dấu hiệu mặt ngoài, đích đích xác xác, vấn đề trên người Diêu Hầu cực lớn. Thậm chí khi cung chủ còn sống, cũng hoài nghi Diêu Hầu. Nhưng Hứa Thanh không rõ, người như vậy, vì sao phải đưa toàn bộ tộc nhân bên người, ngoại trừ phụ nữ và trẻ em, toàn bộ đều đến chiến trường, và lại chết trận toàn bộ. Mà phụ nữ và trẻ em, vì sao phải lưu lại, chờ đợi thanh toán? Và lại lúc mới bắt đầu, sở dĩ liên minh bách tộc có thể thuận lợi đi đến chiến trường chiến khu phía Bắc, cũng đều là do Diêu Hầu tự mình xử lý, mới khiến cho hết thảy thuận lợi. Sau khi dung hợp hết thảy mọi thứ cùng một chỗ, liền lộ ra điểm không hợp lý. Nhưng Hứa Thanh biết rõ, người hiểu rõ những thứ không hợp lý này, tuyệt đối không chỉ có một mình hắn. Nhưng bây giờ, không ai có thể đứng ra nói cái gì. Một phương diện là Diêu Hầu không được ưa thích, một phương diện khác cũng không có chứng cứ có thể chứng minh Diêu Hầu không phải phản bội nhân tộc. Hứa Thanh trầm mặc, giờ phút này trong nhận thức của hắn, trận chiến tranh phong hải quận này đã không phải là song phương chém giết đơn giản như trước nữa. Trên thực tế, một khắc cung chủ chết trận, thất hoàng tử đi đến, Hứa Thanh đã ngửi thấy trước mặt ẩn chứa sự tình cấp độ sâu hơn rất nhiều. Vị thất hoàng tử này không đơn giản, đùa bỡn nhân tâm trong lòng bàn tay. Bên cạnh, Hứa Thanh truyền đến âm thanh nhỏ như muối kêu của đội trưởng. Giỏi cho một cái đích cho mọi người chỉ trích, giỏi cho một cái chiều hướng phát triển, giỏi cho một cái lấy lòng dân làm hướng. Đội trưởng nheo mắt lại, nhẹ giọng mở miệng. Bây giờ, toàn bộ phong hải quận cơ hồ đã gần đến mức thuộc về quyền sở hữu của gã, mà gã chẳng những thân phận chí cao, càng mang theo đại công cứu vớt phong hải quận. Được vô số người ủng hộ, mà trên thực tế, nếu như hôm ấy gã đến chiến trường phía Tây sớm một chút, có lẽ cung chủ cũng sẽ không chết trận. Nhưng nếu cung chủ không chết trận, thì quầng sáng của vị hoàng tử này sẽ không có chói mắt như vậy, sẽ bị cung chủ phân đi một phần. Nhưng gã tới chậm, cho nên bây giờ liền một mình độc hưởng quầng sáng. Ngăn cơn sóng dữ, thành danh hiển hách, đánh một trận thiên hạ đều biết. Những lời ta nói, ta biết người đã sớm hoài nghi, tiểu sư đệ, mặc dù quan hệ giữa người và Khổng Tường Long không tệ, nhưng người phải nhớ kỹ, đừng kích động, người này không dễ chọc. Người không thấy những vị phó cung chủ cùng với quận thừa, cũng lựa chọn trầm mặc sao, Khổng Tường Long không phải đang trầm mặc sao, người biết chuyện rất nhiều, không chỉ có riêng chúng ta. Nhân vật nhỏ giống như chúng ta, bảo vệ thân nhân cùng bằng hữu tương quan cho tốt, như vậy là đủ rồi, rất nhiều chuyện. Chúng ta tạm thời không quản được, đội trưởng vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn bầu trời, tất cả những thứ này, tất nhiên hắn đã biết từ sớm, và lại luôn chôn ở đáy lòng từ lâu. Đại sư huynh, ta
ta hiểu rõ. Cung chủ không chết, lưới pháp bảo cấm kỵ của quận đô không sụp đổ, gã sẽ không phủ xuống. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân cung chủ muốn chết cùng với những an bài đại quân khi còn sống. Hứa Thanh nhắm mắt lại, nhớ lại mỗi một câu, mỗi một an bài khi cung chủ còn sống, nhẹ giọng đáp lại. Trời mưa, trọn vẹn nguyên một ngày, nhưng màn quận tang lại không cách nào kéo dài lâu như vậy, chỉ là trong một canh giờ. Theo thất hoàng tử rời đi, hết thảy cũng kết thúc. Mọi người thần sắc cô đơn tản đi, đội trưởng lo lắng Hứa Thanh nơi đây, lại nhiều lần dặn dò một phen, y đã đổi đạo cổ phong chính lệnh, chuẩn bị tìm một chỗ cởi bỏ phong ấn. Nhưng quá trình này cần có thời gian. Tiểu sư đệ, ta phải bế quan khoảng nửa tháng, ngươi nhớ chớ có kích động, chờ sau khi ta xuất quan, chúng ta nhìn xem tình huống, không được liền từ bỏ chấp kiếm giả. Đội trưởng thành khẩn nói. Hứa Thanh nghe vậy liền nhẹ gật đầu. Sau khi xác định Hứa Thanh không lừa gạt mình, đội trưởng mới vội vàng rời khỏi. Hứa Thanh hoàn toàn chính xác không có lừa đội trưởng, hắn biết rõ thân nhân bên cạnh rất trọng yếu, cũng biết rõ bất kể thân phận, tu vi, hết thảy mọi phương diện lúc này của hắn đều không đủ để phát ra hiệu dụng mấu chốt gì trong trận chiến tranh phức tạp rắc rối này. Nhưng trong lòng của hắn vẫn cứ hiện ra từng màn khi cung chủ còn sống. Hồi lâu sau, Hứa Thanh than nhẹ, vào hoàng hôn ngày hôm nay, về tới kiếm các. Nhìn qua bốn phía, Hứa Thanh thì thào, nhớ thất huyết đồng. Hứa Thanh nhắm mắt lại, lặng lẽ đả tọa. Hoàng hôn trôi qua, trăng sáng treo trên cao, đêm tối phủ xuống, vào lúc canh ba. Bên ngoài kiếm các của hắn, truyền đến âm thanh đắng chát. Hứa Thanh, có ở trong không? Hứa Thanh mở mắt ra, đó là giọng của Khổng Tường Long. Hắn đứng dậy đẩy cửa kiếm các, nhìn thấy Khổng Tường Long đầy men say dưới ánh trăng. Bên trong ánh trăng, mặt Khổng Tường Long lộ ra một cái nụ cười nhìn còn khó coi hơn so với khóc. Dạ Linh đã chết, Vương Thần cũng chết, Sơn Hà Tử bị thương nặng về tông môn để chữa thương. Ta không tìm được người uống rượu. Hứa Thanh, hôm nay có thể cùng ta uống chút không? Hứa Thanh không nói chuyện, thối lui vài bước. Khổng Tường Long nhếch miệng cười một cái, lung la lung lay đi đến, sau khi ngồi xuống liền ném cho Hứa Thanh một bầu rượu, chính mình cầm lấy cái bầu rượu khác, uống một ngụm lớn. Ngươi đoán xem buổi chiều ta nhìn thấy ai? Khổng Tường Long lộ ra một nụ cười, nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh tiếp nhận bầu rượu, uống xong một cái, lắc đầu. Thất hoàng tử chứ sao? Phó cung chủ dẫn ta đi, vị hoàng tử đại nhân này nha, đã biết cung chủ là lão đầu tử nhà ta, vì vậy ban đầu khen ngợi ta một chút, sau cùng giao cho ta một việc. Kêu ta trọng chỉnh hình mục ti, ta nói ra chức trách đó vốn là của ngươi, mà gã cũng đồng ý để cho ta tự mình an bài. Ha ha, ta phải mang ơn đó nha. Khổng Tường Long lớn tiếng mở miệng, nói xong tự mình nở nụ cười, giọng cười nhưng sắc mặt chẳng những khó coi, tiếng cười còn mang theo nồng đậm cảm xúc, cuối cùng phì một tiếng, nhổ một bãi nước bọt về một bên. Ta đi con mẹ nó, nhóm phạm nhân đầu tiên giam giữ đúng là người Diêu gia. Đây là muốn để cho ta giết người Diêu gia sao? Thật coi ta là kẻ khờ. Chẳng lẽ một trận cuối cùng kia, thân ảnh xuất hiện ở trước mặt lão đầu tử, cũng là Diêu hầu? Khổng Tường Long cười ha hả, trong mắt lộ ra hàn mang, lần nữa uống một ngụm rượu lớn. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1145, Bí mật hồ sơ số 19-2. Về phần những người Diêu gia kia, ban ngày ta đã đi qua xem. Một đám phụ nữ và trẻ em, và lại Trương Ti Vận cũng không có ở trong, nghe nói bị Ti Nam chấp sự dâng tấu bảo lãnh. Nhưng mà, ta nghĩ rằng ngốc một chút cũng rất tốt, nếu như giết mà nói, có lẽ có thể có càng nhiều cơ hội tiếp xúc vị thất hoàng tử đó, hiểu rõ chân tướng của trận chiến tranh này. Khổng Tường Long cúi đầu xuống, giọng nói từ cuồng loạn, biến thành âm trầm, trong mắt cũng có một tia âm u hiện lên. Hứa Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Thanh liếc mắt nhìn Khổng Tường Long. Sau chiến tranh, người bên cạnh đều tử vong, cho đến cả cung chủ vẫn lạc, tính cách Khổng Tường Long cũng bởi vậy rõ ràng có hơi biến hóa.
mà vào lúc này, lấy hiểu biết của Hứa Thanh đối với Khổng Tường Long, nghe qua ngữ khí của y, hắn hiểu đối phương thật sự đã nổi lên sát ý. Vì để hiểu rõ chân tướng, vì để tiếp cận thất hoàng tử, Khổng Tường Long có thể làm ra việc vi phạm nguyên tắc trước kia của mình. Hứa Thanh trầm mặc, sau một lúc lâu nhẹ giọng mở miệng. Nếu như chúng ta có thể lựa chọn, ta đề nghị không nên giết. Khổng Tường Long ngẩng đầu nhìn qua Hứa Thanh. Tại sao? Hứa Thanh không có trả lời, mà nhìn qua ánh mắt Khổng Tường Long. Dưới ánh mắt của hắn, hàn ý trong mắt Khổng Tường Long chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng cả người trở nên uể oải, cầm bầu rượu trong tay, một ngụm tiếp một ngụm uống xuống. Hứa Thanh bồi ở một bên, hai người giống như đêm qua, lặng lẽ uống rượu. Hồi lâu sau, Khổng Tường Long bỏ xuống bầu rượu, nằm xuống nhìn đỉnh kiếm các, thì thào nói nhỏ. Thật hoài niệm trước kia, Hứa Thanh ngươi còn nhớ thời điểm này vào năm trước không, mấy người chúng ta cùng nhau ra ngoài. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, trước mắt hiện ra cảnh tượng trong hồi ức, lúc ấy hai người bọn họ cùng Dạ Linh, Vương Thần còn có Sơn Hà Tử. Cả đám cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, cứu viện mật thám chấp kiếm giả trong Thánh Lan tộc, đã lấy được một cái hộp nguyện vọng trống không. Về sau bọn họ đánh chết hắc y vệ ở biên giới Thánh Lan tộc, báo thù vì thiếu niên kia, sau đó cùng nhau quay đầu chạy như điên. Cuối cùng tới một chỗ bình nguyên, tất cả mọi người mệt mỏi đến mức tận cùng, cùng nhau nằm trên mặt đất. Sau chuyện này quan hệ giữa bọn họ cũng thân hơn rất nhiều. Đáng tiếc. Khổng Tường Long lắc đầu, lại cầm bầu rượu lên, nhưng bên trong đã không còn, giống như cái hộp nguyện vọng năm đó. Hứa Thanh đưa bầu rượu của mình tới, Khổng Tường Long ngồi dậy tiếp nhận. Đúng rồi, người của thất hoàng tử nói muốn lấy hộp nguyện vọng trống không lúc chúng ta làm nhiệm vụ cầm được kia, nói đây là chứng cứ Diêu Hầu mưu đồ bí mật. Hứa Thanh nghe vậy ngẩng đầu, nhớ tới cái hộp nguyện vọng trống trơn lúc đó. Ở trong đó nguyên bản có cái gì? Bên trong nội cung có đáp án hay không? Có, nhưng thuộc về tuyệt mật, bởi vì ta là người phụ trách nhiệm vụ này, mới có tư cách biết được, và lại phần điều tra tình báo này, đến bây giờ vẫn không có tiết lộ. Mà thôi, cũng không có gì cần phải giấu giếm ngươi. Khổng Tường Long uống một hớp rượu. Thông qua khí tức lưu lại, chúng ta điều tra ra ở trong đó, tồn tại một quả đan dược cổ xưa, gọi là mệnh kiếp đan. Khổng Tường Long vừa dứt lời, ánh mắt Hứa Thanh chợt ngưng tụ lại, một phát bắt được cánh tay Khổng Tường Long, nhìn chăm chăm vào mắt của y. Khổng Tường Long sững sờ. Ngươi làm sao vậy? Thượng quang mệnh kiếp đan. Đúng, chính là loại đan này. Nhìn thấy vẻ mặt Hứa Thanh như thế, Khổng Tường Long cũng nghiêm túc lên, tỉnh rượu hơn phân nửa. Hứa Thanh, xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Thanh không nói gì, nhớ lại những gì bên trong ngọc giản điều tra cung chủ đưa cho, sau một lúc lâu mới hỏi một câu. Khổng đại ca, ngươi nói cái tình báo không bị tiết lộ kia là hồ sơ bí mật số 19 đúng không? Khổng Tường Long đang cảm giác say, nghe thấy Hứa Thanh chuẩn xác nói ra số của hồ sơ, hoàn toàn tỉnh táo, trong mắt lộ ra tinh mang, nhìn qua Hứa Thanh. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hứa Thanh lấy ra ngọc giản điều tra cung chủ đưa cho lúc trước, đưa cho Khổng Tường Long. Mà cái mật quyển kia, sau khi hắn từ Chiêu Hà Sơn quay về quận đô, bởi vì chiến trường thiếu, khuyết tài nguyên và binh lực, bận rộn an bài nên có chỗ xem nhẹ. Dẫu sao việc về mật quyển này, cung chủ đã sớm biết được, mà nhiệm vụ của hắn chỉ là xác nhận Chiêu Hà Quang, về phần điều tra như thế nào, đều có cung chủ an bài. Nhưng bây giờ, không giống nhau. Khổng Tường Long một phát túm được ngọc giản, nhanh chóng xem xét, thân thể dần dần run rẩy, hô hấp dồn dập, cuối cùng gắt gao túm lấy ngọc giản, nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, ta đã tra được, đúng là có một đạo chiêu hà quang cũng không bị ghi chép. Trong mắt Khổng Tường Long tràn ngập tơ máu, giọng nói có chút dồn dập. Thân ảnh xuất hiện sau cùng, tới trước mặt lão đầu tử, là gã giết quận trưởng, dùng cái đan này. Khó trách hôm ấy quận trưởng chết, không có bất kỳ dấu vết đánh nhau, cực kỳ ngoài ý muốn. Hứa Thanh gật đầu. Nhưng ta không hiểu, cho dù đan này thật sự uy lực kinh người, nhưng đối phương đã hạ độc như thế nào? Ta am hiểu dụng độc, biết được mặc dù có rất nhiều loại phương thức hạ độc, nhưng quận trưởng tu vi cực cao, muốn để quận trưởng không có bất kỳ phát hiện nào mà hạ độc,
việc này rất khó khăn. Nhất là quận trưởng cả đời trải qua nhiều lần bị ám sát, nhất định rất cẩn thận, coi như là người tín nhiệm, cũng sẽ không hoàn toàn không đề phòng. Và lại một màn tử vong kia lại vô cùng đột nhiên, nói rõ người dùng độc đã dùng phương thức che giấu cực cao. Giấu giếm được toàn bộ mọi người. Hứa Thanh nói xong, lâm vào trầm mặc, Khổng Tường Long cũng trầm mặc. Hồi lâu sau Khổng Tường Long đứng lên, chắp tay cúi đầu thật sâu về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh, việc này ngươi không cần tra xét, quá nguy hiểm, để ta tới. Hứa Thanh không nói chuyện. Nhìn qua vẻ mặt Hứa Thanh, Khổng Tường Long muốn nói lại thôi. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, y biết rõ tính cách Hứa Thanh. Chuyện này, đối phương dùng trầm mặc để cự tuyệt. Chúng ta cùng nhau tra. Khổng Tường Long thở sâu, trầm giọng nói. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Giờ phút này đã sắp hừng đông, rượu cũng không còn, mà sau khi trải qua chuyện vừa xong, Khổng Tường Long cũng không có ý nghĩ tiếp tục uống rượu nữa, y đứng lên chuẩn bị rời khỏi. Trước khi đi đưa mắt nhìn nơi mình nhổ nước bọt, gãi gãi đầu, đi qua dùng tay áo lau khô, sau đó rời khỏi. Khổng đại ca, cái này cho ngươi, ngươi phân cho Sơn Hà Tử một chút, về phần Dạ Linh và Vương Thần. Ngươi cùng nhau xử lý đi. Hứa Thanh lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Khổng Tường Long. Đây là... Khổng Tường Long khẽ giật mình. Đạo quả. Hứa Thanh nói khẽ. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1146. Hồng Nguyệt Xích Mẫu. 1. Khổng Tường Long lặng lẽ tiếp nhận túi chữ vật, sau đó rời khỏi kiếm các. Lúc này bầu trời bên ngoài đã là tờ mờ sáng, sau khi đưa mắt nhìn Khổng Tường Long đi xa. Hứa Thanh đứng ở nơi đó nhìn thiên địa xa xa, trong đầu hiện ra hết thảy ký ức về hộp nguyện vọng trong nhiệm vụ ban đầu kia. Mùi thơm hoa quế, Hứa Thanh thì thào. Lúc ấy hắn đã kiểm tra cái hộp nguyện vọng đó, hắn nhớ kỹ bên trong có một mùi hoa quế nhàn nhạt. Giờ phút này trên bầu trời có tiếng sấm rền vang vọng, mùa này quận đô thường xuyên có mưa, rất nhanh trong sáng sớm, nước mưa tí tách lần nữa tung bay khắp đại địa. Tia nắng ban mai cũng bởi vì màn mưa che đậy, trở nên lờ mờ hơn một chút, khiến cho mọi người cảm thấy khoảng thời gian của sáng sớm trở nên ngắn tới hoảng hốt, dường như buổi trưa còn chưa qua, đã lại sắp tới hoàng hôn rồi. Hứa Thanh trở về bên trong kiếm các, khoanh chân ngồi xuống, làm cho mình chậm rãi bình tĩnh trở lại, tiếp tục đả tọa. Bây giờ tu vi của hắn đã sắp đến kim đan mở thiên cung đỉnh phong, chỉ kém một tòa thiên cung là có thể viên mãn. Mà tòa thiên cung cuối cùng này, sau khi trải qua chiến trường, cũng đã sắp hình thành, không cần quá lâu, sẽ thực hóa đến trình độ 9 phần 10. Vật chấn áp trong tòa thiên cung này, Hứa Thanh trầm ngâm, cảm thụ đế kiếm của mình một chút. Nếu như cuối cùng không có những lựa chọn khác, liền lấy đế kiếm ra làm vật chấn vậy. Hứa Thanh thở sâu, bắt đầu thổ nạp. Thời gian cứ như vậy trôi đi, rất nhanh đã qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, dường như Hứa Thanh bị quên lãng. Hắn không rời khỏi kiếm các, cũng không có nhiều người đến tìm hắn. Theo thất hoàng tử đi vào chủ quận đô, hết thầy đều có chỗ cải biến. Bên trên đầu đường, chiến tu đến từ hoàng đô rõ ràng đã trở nên nhiều hơn. Theo đó còn có chế độ quản chế quân sự dần dần biến hóa, cùng với các tộc phong hải quận tới bái. Mà Tam Đại Cung cũng đã khôi phục, sau khi thất hoàng tử an bài ba vị thống soái nhậm chức cung chủ, đã trở thành phụ thuộc của đại quân. Đồng thời cũng có rất nhiều chấp kiếm giả đến từ tổng bộ chấp kiếm đi theo quân hoàng đô và chấp kiếm cung ở phong hải quận, tiếp quản từng ngành. Hai cung khác cũng tương tự như thế. Đối với quân kỷ lại càng là như vậy. Từ trên xuống dưới vô cùng nghiêm khắc, trong vòng nửa tháng, người vi phạm hay xúc phạm quân kỷ bị chém giết không ít. Bên trong không chỉ có người phong hải quận, còn có tướng sĩ hoàng đô. Khổng Tường Long cũng đã nghiên cứu thảo luận qua việc này cùng với Hứa Thanh, ngữ khí có chút phức tạp. Mặt khác, thông cáo đến từ thất hoàng tử đối với toàn bộ tông môn phong hải quận cũng được truyền đạt ở trong nửa tháng này. Từ ngữ bên trong thông cáo mang theo nghiêm khắc, mang theo nghiêm túc, yêu cầu toàn bộ tông môn đều phải phục vụ nghĩa vụ quân sự.
Đồng thời quyền hạn từng món pháp bảo cấm kỵ của các tông cũng không được trả lại, mặc dù việc này cũng đưa tới một chút gợn sóng, nhưng ở tình hình chung phía dưới, không ai có thể ngăn cản. Về phần những kẻ ngoại tộc kia thì lại càng là như vậy, từng tộc run rẩy nhưng vẫn khó tránh khỏi việc bị sở đến. Phải giao nộp lên một nửa vật tư của toàn tộc, và lại phải gia nhập trong liên minh, xuất chiến vì nhân tộc. Mà dưới sự chỉ đạo của Khổng Tường Long, Hình Ngục Ti cũng đã bắt đầu công việc xây dựng lại. Nhưng mà vị trí không còn là địa điểm lúc trước, mà bị yêu cầu đổi tới trong Chấp Kiếm Cung. Nhóm phạm nhân đầu tiên, đích xác là phụ nữ và trẻ em của Diêu gia, mặc dù bên ngoài tiếng hô chém giết cực cao, nhưng Khổng Tường Long không có động thủ, y lựa chọn tiếp thu đề nghị của Hứa Thanh. Trong đó Trương Ti Vận, tuy có Tư Nam chấp sự đảm bảo, thế nhưng tránh khỏi điều tra, cuối cùng gã lựa chọn điểm chỉ vào chứng nhận tố giác vạch trần tộc của mẫu thân. Hành động đó được cho rằng là tâm hướng nhân tộc, cho nên tránh được kiếp nạn này, không bị truy cứu trách nhiệm cùng Diêu gia. Dẫu sao gã cũng không phải họ Diêu, cuối cùng thân phận chấp kiếm giả cũng được bảo vệ giữ lại. Đến lúc này, toàn bộ Phong Hải quận chỉ có một tiếng nói duy nhất của Thất Hoàng tử. Người dưới trướng của gã chẳng những vào trú trong quận đô, càng khuếch tán ra từng chấp kiếm đình trong các châu ở Phong Hải quận. Đồng thời bởi vì sự tình giải cứu Phong Hải quận, cho nên vô số nhân tộc cũng đều hoan hô chào đón. Cùng lúc đó, có một cái tin đồn truyền ra ở bên trong khu vực quận đô, dần dần từng châu cũng đều biết được, tiên cấm sắp mở ra. Phong Hải quận, bởi vì là trạm thứ nhất Huyền U Cổ Hoàng từ biển khơi đi đến, cho nên nơi đây tồn tại một cái khu vực đặc thù, tên là tiên cấm. Trước kia tên của nó không phải như vậy, mà gọi là tiên cảnh. Là một trong 36 hành cung của Huyền U Cổ Hoàng, từng cái. Tiên cảnh đều là một cái thế giới, trước kia bên trong chẳng những có kỳ chân dị bảo, càng ẩn chứa nồng đậm tiên khí, đó là loại khí cao cấp hơn so với linh khí. Cho nên, 36 hành cung được gọi là tiên cảnh này, trong thời đại Huyền U Cổ Hoàng, chính là giới vực của hoàng gia, đồng thời cũng nuôi nhốt rất nhiều dị thú, tư cách là vật săn bắn. Nhưng sau khi nửa khuôn mặt thần linh đến, hết thảy đều đã cải biến. Theo Huyền U Cổ Hoàng cùng một đám hoàng và chúa tể các tộc nhao nhao rời đi, 36 hành cung biến thành hoang vu. Rất nhiều nơi đầu bị sao lãng, còn có một chút thì theo khu vực nhân tộc mất đi, đã trở thành địa phương của ngoại tộc. Có mấy cái khác lại có thần linh tiến vào, nghỉ lại ở bên trong, khiến cho bên trong tràn ngập dị chất, nồng đậm đến mức tột cùng. Hành cung tiên cảnh trong Phong Hải quận chính là như thế. Ở trong đó có một thần linh ngủ say. Khí tức của thần linh ô nhiễm toàn bộ tiên cảnh, khiến cho chỗ đó tràn đầy tử vong, trở thành cấm khu của sinh mệnh, vì vậy được gọi là tiên cấm. Trong những năm tháng từ trước đến nay, nhân tộc chỉ mở ra tiên cấm một lần. Lần mở ra đó đến từ cường giả Hoàng Đô Đại Vực, bọn họ định thu hoạch thần nguyên ở bên trong, nhưng thất bại. Mặc dù không dẫn động thần linh thức tỉnh, nhưng thần linh trong lúc ngủ say tràn ra lực lượng, hóa thành một cỗ phân thân. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 1147 Hồng Nguyệt Xích Mẫu 2. Cái phân thân thần linh này suýt nữa đưa tới đại họa ngập trời cho Phong Hải quận, cuối cùng dưới nhân tộc ra tay chấn áp. Mặc dù vẫn không cách nào diệt đi, nhưng nhờ có quốc sư của nhân tộc ra tay, đã tách rời nó ra. Bởi vì nguyên nhân đặc thù mà không cách nào mang đi, cho nên cuối cùng đã phong ấn ở nơi đây, hơn nữa di chuyển quận đô tới chấn áp ở bên trên, càng lấy cửa vào tiên cấm, xây dựng lên Hình Ngục Ti danh chấn Phong Hải quận. Dùng vận khí phong ấn, và lại cũng lừa gạt thần hồn, khiến cho nó nghĩ bản thân mình là khí linh, tự mình phong ấn chính mình, đây cũng là sách lược lúc trước lưu lại. Bây giờ, sau khi trải qua nhiều năm về sau, tin tức tiên cấm lại sắp mở ra, tác động vô số nhân tâm. Dù cho vào thời điểm trước đây đã có một chút lời đồn đại lẻ tẻ về việc này, nhưng trên thực tế lúc ấy quận trưởng và quận thừa đều không tán thành việc đó, cung chủ chấp kiếm cung thì ở trong giai đoạn do dự, bởi vì quá nguy hiểm. Hơi một chút ngoài ý muốn,
liền có thể đưa tới hạo kiếp cho Phong Hải Quận, sinh linh đồ thán, trở thành khẩu phần lương thực cho thần linh. Nhưng mệnh lệnh hoàng thất ở Hoàng Đô khó vi phạm, vì vậy Phong Hải Quận cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mở ra. Mà bây giờ, bên trong Phong Hải Quận, chỉ có thất hoàng tử là người định đoạt. Vì vậy sau khi lời đồn đại tiên cấm mở ra khuếch tán khắp bát phương, pháp chỉ của thất hoàng tử cũng chính thức được truyền đạt ra. Nửa tháng sau, mở ra tiên cấm. Nhóm người đầu tiên tiến vào là chấp kiếm giả. Bọn họ phải hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt bên trong, đó là đắp xuống nền tảng cho nhóm tiến vào thứ hai. Pháp chỉ này vừa ra, Phong Hải Quận càng thêm chấn động, nhất là quận đô, càng ngày càng mãnh liệt. Lòng người bàng hoàng. Nhưng từ tín nhiệm đối với thất hoàng tử, xuất phát từ binh lực hùng hậu của người ấy, cho nên chấn động rất nhanh liền được vỗ yên xuống, công tác chuẩn bị mở ra tiên cấm cũng lần lượt tiến hành. Vô số quân sĩ hoàng đô không ngừng dọn dẹp chỗ hình ngục ti lúc đầu, dưới sự đào móc liên tục của bọn họ, mở ra từng đạo phong ấn trước kia, càng là dưới tác dụng của pháp bảo. Cấm kỵ ở quận đô sáng lập ra một cái con đi đường thông tiên cấm. Hiểu biết của Hứa Thanh đối với tiên cấm cũng không phải rất nhiều, nhưng hắn thân là binh sĩ hình ngục ti, cuối cùng cũng hiểu được nhiều hơn so với người bên ngoài một ít. Nhất là sau khi thiên cung bản thân hóa thành nhà tù 132 khu đinh, hắn biết rõ. Ngón tay thần linh bên trong thiên cung của mình, bản thể của nó chính là phân thân do khí tức thần linh tản ra tạo thành từ bên trong tiên cấm năm đó. Ngón tay của một cái phân thân đã kinh người như thế, mà phân thân kia vào năm đó càng cần hội tụ lực lượng nhân tộc, cần quốc sư chấn áp mới chỉ có thể phong ấn, không cách nào giết chết. Có thể nghĩ, thần linh trong đó kinh người đến cỡ nào. Tuy là như vậy, Hứa Thanh thông qua ngón tay chính mình phong ấn lúc trước, từ phản ứng của đối phương khi nhìn thấy thần nguyên của Tử Nguyệt trong người mình phán đoán, xem ra đối phương rất sợ Hồng Nguyệt. Hiển nhiên giữa thần linh cũng phân chia cấp độ. Hồng Nguyệt rõ ràng mạnh hơn thần linh trong tiên cấm, nhưng có thể xưng là thần linh, đối với tu sĩ mà nói, vẫn là tồn tại khó có thể dung chuyển như cũ. Mà Hứa Thanh nơi đây, ở trong danh sách nhóm chấp kiếm giả đầu tiên tiến vào tiên cấm, Khổng Tường Long, đội trưởng cùng với phần lớn chấp kiếm giả lúc đầu của chấp kiếm cung Phong Hải Quận cũng đều ở trong nhóm này. Cho nên giờ phút này Hứa Thanh đi trên đường trong quận đô, chuẩn bị đi mua một chút đan dược, đồng thời cũng thử nghiệm hô hoán ngón tay trong nhà tù 132. Hắn muốn hiểu rõ tin tức về tiên cấm nhiều hơn một chút, bởi vì hắn cảm thấy ngay trong cái thời kỳ nơi đây có chiến tranh, lại mở ra tiên cấm thì có điểm gì là lạ. Nhưng ngón tay thần linh luôn ngủ say, cực ít khi thức tỉnh, Hứa Thanh bình thường không cách nào hô hoán nó thức tỉnh, vì vậy sau khi mua xong đan dược, đáy lòng của hắn có chút do dự. Trong lúc tính toán có nên lấy Tử Nguyệt kích thích một chút hay không, ngón tay thần linh sẽ run rẩy và tự thức tỉnh. Bởi vì Hứa Thanh nhìn thấy một người, Trương Ti Vận. Mặc dù đạo bào màu trắng của chấp kiếm giả có kèm theo phong thái, nhưng người mặc lại đang hiện ra một vẻ mặt vô cùng tiều tụy, trong mắt tràn ngập tơ máu, chật vật đến cực hạn. Trương Ti Vận lặng lẽ đi trên đường, gã nhìn thấy Hứa Thanh. Nếu đổi thành trước kia gã nhất định là trong lòng mang theo hận ý. Nhưng hôm nay gã chỉ đưa mắt nhìn, sau đó liền đắng chát cúi đầu xuống, bước nhanh đi xa. Phía sau của gã, còn có mấy khuôn mặt xa lạ đang cùng đi theo, giống như đang giám thị hết thảy hành động của gã. Hứa Thanh nhìn qua những thứ này, mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng lại có sóng biển động trời đang bộc phát. Đầu nguồn của gợn sóng cực lớn đó, chính là lúc này bên trong tâm thần của hắn. Vang vọng tiếng gầm nhẹ của ngón tay thần linh. Xích mẫu ký sinh, đây là phân thân của Hồng Nguyệt. Và lại còn đang ở giai đoạn sắp thức tỉnh, ngươi còn không mau chạy. Ngón tay thần linh gầm nhẹ, mang theo căng thẳng mãnh liệt, hình như còn muốn hoảng sợ hơn cả Hứa Thanh. Hô hấp Hứa Thanh có chút dồn dập, nhưng vẫn bảo trì lý trí. Hắn phát hiện giờ phút này sau khi ngón tay thần linh tỉnh dậy. Suy nghĩ và tư duy của nó đã rất rõ ràng, không hỗn loạn giống như dĩ vãng. Vì vậy Hứa Thanh đè xuống chấn động tâm thần đối với Trương Ti Vận, tận lực làm cho mình truyền ra thần niệm bình tĩnh. Không phải còn chưa tỉnh sao? Sắp rồi, sắp thức tỉnh rồi. Hả? Có chút không đúng. Trên người gã có trận pháp của nhân tộc các ngươi, tiểu tử,
rõ ràng là nhân tộc các ngươi đang chủ động trợ giúp Hồng Nguyệt Xích Mẫu chiếm cứ cái thân thể này. Nhiều nhất một tháng, Xích Mẫu nhất định sẽ thức tỉnh trên người kẻ kia. Nhân tộc các ngươi, đây là muốn làm gì? Đó chính là Thượng Thần Xích Mẫu đấy. Ngón tay thần linh gào thét, một cỗ thần thức mịt mờ tràn ra từ trên người nó, mượn nhờ Hứa Thanh xem xét bốn phía xung quanh. Sau khi chú ý tới hình ngục ti lúc đầu đang bị đào móc, thân thể nó bỗng nhiên run rẩy mãnh liệt, thất thanh la lên. Đó là tiên cảnh, sắp được mở ra. Phân thân Xích Mẫu, mở ra tiên cảnh, cả hai đồng thời xuất hiện. Người, chẳng lẽ nhân tộc các ngươi muốn cho Xích Mẫu thôn phệ bản thể của ta? Ngón tay thần linh hét ầm lên. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1148, thực lực chưa đủ, làm sao làm đại sự? 1. Bước chân của Hứa Thanh dừng lại, trong lòng dâng lên gợn sóng cực lớn. Trong giọng nói của ngón tay thần linh mang theo sợ hãi đối với việc mà nó vừa suy đoán, dẫu sao đa số thời gian nó đều ngủ say. Không biết được việc xảy ra bên ngoài, giờ phút này chỉ thông qua dò xét thấy được mặt ngoài. Nhưng Hứa Thanh rất rõ ràng, việc mở ra tiên cấm vào hơn một năm trước, lúc hắn vừa đến quận đô đã có lời đồn về việc này, nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì. Cho nên đoạn thời gian gần đây, hắn có rất nhiều nghi ngờ về việc tiên cấm bị thúc đẩy mở ra ngay trong thời điểm chiến tranh này. Mà bây giờ, lời của ngón tay thần linh khiến cho Hứa Thanh tựa như thể hồ quán đỉnh, từng sợi tơ trong đầu nháy mắt hợp lại với nhau, tạo thành một cái nhận thức tương đối rõ ràng. Mà cái nhận thức này khiến cho hô hấp của hắn trở nên dồn dập, vội vàng rời khỏi quận đô. Sau khi trở lại kiếm các liền khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu sửa sang lại thông tin ở trong tâm thần. Về phần ngón tay thần linh, vẫn còn thao thao bất tuyệt, hiển nhiên bị thủ bút của nhân tộc khiến cho chấn động. Thật sâu, theo Hứa Thanh không ngừng sửa sang lại thông tin trong đầu, một nén nhang sau, một đường nét nguyên vẹn hiện ra trong nhận thức của hắn. Đầu tuyến thứ nhất chính là Trương Ti Vận. Năm đó ở Thái Sơ Liêu Trụ, ta và đội trưởng cũng tới độ cao 3.000 trượng, từ bên trong đạo ấn ký tu sĩ đến từ thần vực tử vong. Trình độ khác biệt cảm nhận được Xích Mẫu Hồng Nguyệt. Đội trưởng cầm được chính là khí tức mà ta lấy được, chính là thần nguyên. Hứa Thanh thì thào, những chuyện này là sau khi hắn thông qua lần lượt các sự tình xác minh sau này nhận được. Trương Ti Vận cũng từng đi tới độ cao 3.000 trượng, cho nên tự nhiên gã cũng có thể cảm thụ. Mà hôm đó Trương Ti Vận bị thương nặng ngã xuống từ độ cao 3.000 trượng, sau khi cửu tử nhất sinh được cứu. Đêm hôm đó ta liền có cảm giác tim đập nhanh mãnh liệt. Từ một khắc này, ta liền ý thức được Hồng Nguyệt đang tìm ta. Nhưng lúc ấy ta không xác định Trương Ti Vận có thay đổi gì. Bây giờ nhìn lại, lúc đó Trương Ti Vận đã bị Hồng Nguyệt ký sinh. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra quang mang âm u, nhớ lại hết thảy mọi thứ lúc trước. Tiếp đó nghĩ tới việc tự vấn lương tâm trước Đại Đế. Trong trạng thái tự vấn lương tâm trước mặt Đại Đế, có khả năng giấu giếm bản thân được hay không? Nếu như lúc ấy Trương Ti Vận thật sự bị Hồng Nguyệt ký sinh, vậy tại sao vẫn tiến hành tự vấn lương tâm như thường, còn đi tới quận đô? Sau khi Hứa Thanh suy tư, kết hợp với lời nói của ngón tay thần linh, Hồng Nguyệt trong cơ thể Trương Ti Vận được nhân tộc trợ giúp tăng tốc thức tỉnh, vì vậy đáy lòng liền có chỗ hiểu ra. Đến lúc ấy, có lẽ sẽ biết rõ. Việc này cũng rất dễ xác nhận. Hứa Thanh lấy ra kiếm lệnh, muốn truyền âm hỏi đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu, nhưng sau khi xuất ra kiếm lệnh, thần sắc của hắn liền có chút ảm đạm. Ta quên mất, sau khi cung chủ rời đi, ta đã không còn quyền hạn tùy ý truyền âm vượt châu. Hứa Thanh than nhẹ, nhưng cũng không sao cả. Mặc dù hắn không có quyền hạn, nhưng loại truyền âm vượt châu này có thể đổi bằng quân công. Mà quân công của Hứa Thanh rất nhiều, vì vậy rất nhanh liền đổi một lần tư cách trò chuyện, hỏi thăm đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu về việc Trương Ti Vận. Nếu như người bên ngoài đến hỏi, có lẽ đại trưởng lão của chấp kiếm đình sẽ không để ý tới, dù là Khổng Tường Long muốn hiểu rõ cũng là như vậy. Nhưng Hứa Thanh lại có sức nặng trong lòng đại trưởng lão của chấp kiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu, không thể phớt lờ hay qua loa với hắn được. Cho nên rất nhanh Hứa Thanh liền biết được hết thảy.
Về việc này, hôm ấy tự vấn lương tâm trước đại đế, lão phu đã biết việc thần linh ký sinh, nhưng không biết là vị thần linh nào. Bởi vì việc này trọng đại, cho nên ta liền lập tức báo lên cung chủ. Sau đó cũng đã từng chú ý đến việc này, cung chủ đã nói với ta một lần rồi. Cung chủ nói chỉ cần Trương Ti Vận vẫn là chấp kiếm giả, thì không cho phép có người lấy gã để làm mồi. Mặt khác, bản thể pho tượng đại đế là đang ở bên trong Hoàng Đô, cho nên sự tình về Trương Ti Vận, Hoàng Đô cũng biết. Giọng nói tang thương của đại trưởng lão chấp kiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Sau khi nói xong những lời này, ngữ khí của lão có chút ngưng trọng, càng ẩn chứa sự ân cần. Hứa Thanh, Phong Hải quận không giống như trước kia nữa, ta cũng đã nghe nói việc tiên cấm sắp được mở ra. Việc này lúc trước có rất nhiều người không đồng ý. Quận trưởng và quận thừa đều phản đối, nhưng pháp chỉ đến từ Hoàng Đô không thể chống cự, chỉ có thể tạm trì hoãn, trên thực tế cũng không kéo dài được bao lâu, sau đó chiến tranh đã đến, mới không. Có ai để ý tới? Ta không biết tại sao ngươi lại hỏi những thứ này, nhưng ngươi, hết thảy cẩn thận. Hứa Thanh có thể cảm nhận được sự quan tâm của đại trưởng lão chấp kiếm đình, vì vậy sau khi lên tiếng, lại hỏi thăm một chút về việc U Tinh Linh Tôn chạy trốn, việc này có ảnh hưởng gì đối với chấp kiếm đình ở Nghênh Hoàng Châu hay không? Việc này là trách nhiệm của lão phu không canh chừng tốt mới dẫn đến U Tinh chạy trốn, không thể đưa đến chỗ thất hoàng tử dùng để ngăn chặn việc quỷ đế thức tỉnh. Thế cho nên bây giờ U Tinh đã biến mất, hai hồn bảy phách cũng đều mất tích, thế cục Nghênh Hoàng Châu ẩn chứa hung hiểm cực lớn, cho nên thất hoàng tử không dám tới đây. Đại trưởng lão chấp kiếm đình ho khan một tiếng, thở dài tự trách. Hứa Thanh nghe xong cảm thấy có điểm quái dị, sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy khả năng đại khái U Tinh là do đại trưởng lão chủ động phóng thích, cũng có khả năng căn bản là không mất tích. Nghĩ đến đây, đáy lòng Hứa Thanh khẽ buông lỏng, kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó trong mắt của hắn lộ ra một tia tinh mang. Tiên cấm mở ra, mang ý nghĩa trọng đại, cho nên một năm trước quận trưởng, quận thừa cùng với cung chủ đều không phải rất tán đồng, nhưng bây giờ quận trưởng vẫn lạc, cung chủ chết trận, những người khác cũng đều hy sinh, chỉ có quận thừa vẫn còn, mà Trương Ti Vận chỗ đó cũng không có sự che chở của cung chủ, cho nên có người muốn đưa gã vào trong tiên cấm, thức tỉnh hồng nguyệt trong cơ thể, khiến cho gã hóa thành phân thân hồng nguyệt, đi nuốt thần linh bên trong tiên cấm. Nhưng vì sao phải làm như vậy? Đối với Hoàng Đô mà nói, làm như vậy có chỗ tốt gì? Hứa Thanh thiếu khuyết manh mối liên quan, không phân tích ra được đáp án. Mà ngón tay thần linh bên đó, sau khi thao thao bất tuyệt một hồi liền thu liễm tất cả. Khí tức gắt gao che giấu mình, chấn động ngủ say cũng tan biến, dường như tiến vào trạng thái tử vong. Dù cho Hứa Thanh hô hoán kiểu gì, cũng không hề có chút phản ứng. Nhưng vô luận như thế nào, một khắc hồng nguyệt thức tỉnh, ta tất có đại họa. Sắc mặt Hứa Thanh khó coi, ý nghĩ đầu tiên trong lòng chính là rời khỏi quận đô, tránh vào trong tiên cấm. Nhưng sau khi ý nghĩ này hiện lên, còn có một sợi suy nghĩ cũng theo đó lóe ra trong đầu. Sóng to gió lớn, tất có cá lớn. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1149, thực lực chưa đủ, làm sao làm đại sự? 2. Bên trong tiên cấm tồn tại vô số kỳ chân dị bảo, càng ẩn chứa vô tận tạo hóa. Nó nguy hiểm là bởi vì có thần linh ngủ say ở bên trong, nhưng nếu Hồng Nguyệt nuốt thần linh, tiên cấm sẽ hoàn toàn rộng mở. Hồng Nguyệt thuộc về thần linh của Hắc Thiên tộc, thất hoàng tử dám để nó thức tỉnh ở chỗ này, tất có kế sách tiếp theo để bảo vệ an toàn bản thân. Và lại bây giờ bên trong Phong Hải quận tập trung đông đảo thủ hạ dưới trướng của gã, chỉ cần gã không phải người hoàn toàn điên cuồng, sẽ không hiến tế chọn cả Phong Hải quận cho Hồng Nguyệt. Như vậy, nếu ta có biện pháp tránh đi sự dò xét Hồng Nguyệt, thì tiến vào tiên cấm chính là một hồi cơ duyên cực lớn. Sau khi Hứa Thanh suy tư, theo bản năng truyền âm cho đội trưởng. Dẫu sao loại việc liên quan cùng với thần linh, Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng am hiểu hơn mình nhiều. Nhưng đội trưởng còn đang bế quan, không có trả lời. Hứa Thanh đè xuống suy nghĩ trong lòng, lựa chọn nhắm mắt đả tọa,
chuyện này hắn cần đợi đội trưởng xuất quan, thương nghị cùng y một chút, bàn tính xem nên làm thế nào để tiến hành tốt nhất. Việc này quá mức nguy hiểm, mà sau khi Hồng Nguyệt thức tỉnh thì người gặp phiền toái không chỉ có mình hắn, đội trưởng bên đó cũng đã từng cướp đoạt khí tức của nó. Mặc dù không bị nó chủ động tìm kiếm, nhưng nếu như bị nhìn thấy trong tiên cấm, đoán chừng cũng sẽ thuận tay chụp chết. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cũng chậm chậm tới gần thời gian mở ra tiên cấm, vị trí hình ngục ti lúc đầu cũng đã bị đào móc hoàn toàn. Lộ ra một cái hắc động thật lớn, sâu không thấy đáy, đồng thời còn có dị chất nồng đậm bốc ra từ bên trong. Mặc dù những thứ dị chất này bị tướng sĩ Hoàng Đô lấy trận pháp đặc thù xua tán, nhưng không che được từng trận tiếng kêu tựa như quỷ khóc sói chu từ trong hố sâu truyền ra. Dường như dưới đáy hố sâu tồn tại một cái địa ngục. Âm thanh bên trong truyền khắp toàn bộ đô thành quận đô, thiên gia vạn hộ, bất kể sáng hay tối đều có thể nghe thấy rõ ràng. Tâm thần tất cả mọi người đều vô cùng chấn động, dâng lên cảm giác căng thẳng. Hứa Thành cũng một mực chú ý tới hố sâu, cho đến khi tiên cấm chỉ còn cách 6 ngày là mở ra, rốt cuộc hắn đã nhận được truyền âm của đội trưởng. Tiểu Thanh, ha 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 ha, ta đã dùng phong chính lệnh, an toàn cởi bỏ một đạo phong ấn rất trọng yếu, như vậy ta đã có thể thật sự đồng hành cùng ngươi trong kiếp này. Giọng nói của đội trưởng mang theo sự kích động và phấn khởi, truyền vào tâm thần Hứa Thanh. Lúc này Hứa Thanh rõ ràng cảm nhận được sự vui vẻ của đội trưởng. Vì vậy cũng cười chúc mừng, sau đó nhanh chóng báo lại tin tức mình đã sửa sang lại cho đối phương biết. Đội trưởng nguyên bản vẫn còn đang cười to, nhưng tiếng cười rất nhanh liền bị âm thanh hô hấp ồ ồ thay thế. Đợi Hứa Thanh nói xong toàn bộ, đội trưởng đùng một tiếng, trực tiếp tắt truyền âm, một câu cũng không nói. Thần sắc Hứa Thanh như thường, phất tay, mở cửa kiếm các ra, bắt đầu đếm trong lòng. 1, 2, 3, 7. Đội trưởng tóc tai bù xù, thân hình khô gầy như hải cốt, xuất hiện ở trong mắt Hứa Thanh, tốc độ kia gần như là nguyên anh. Gào thét bay thẳng đến kiếm các, giấy lên gió lớn ập tới, trong chớp mắt đã đến cửa kiếm các của Hứa Thanh. Không chút dừng lại, đội trưởng trực tiếp đi vào bên trong, xoay tay đóng lại cửa lớn rồi trực tiếp nhìn qua Hứa Thanh, trong ánh mắt lộ ra cảm xúc mừng như điên. Tiểu sư đệ, ngươi cũng biết đại sư huynh vừa mới cởi bỏ phong ấn, đang ở trong trạng thái đói khát, cho nên đặc biệt chuẩn bị cho ta một phần đại lễ như vậy sao? Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, giờ phút này mặc dù đội trưởng thoạt nhìn vô cùng gầy yếu, một bộ giống như quỷ chết đói, nhưng khí tức trên thân cực mạnh, vượt hơn trước kia rất nhiều. Nguyên bản ở trong chiến khu phía Tây, thực lực đội trưởng biểu hiện ra chỉ là khoảng 7-8 tòa thiên cung, nhưng hôm nay trong nhận thức của Hứa Thanh, đối phương đã đạt đến gần vô hạn nguyên anh, tựa hồ chỉ kém nửa bước, liền có thể đột phá đến cảnh giới nguyên anh. Và lại hình như không chỉ như thế, còn có cải biến cấp độ càng sâu. Hiển nhiên đạo cổ phong chính lệnh mà đội trưởng một mực chú ý, đã có hiệu dụng cực lớn đối với y. Nhưng mà Hứa Thanh cũng không thấy có điều gì quá ngoài ý muốn, đội trưởng vốn luôn như thế. Cho nên giờ phút này hắn nhìn qua ánh mắt đội trưởng, rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng vậy đại sư huynh, ta đoán lần này ngươi đột phá nhất định sẽ cực kỳ khác biệt, cho nên liền vắt óc nghĩ mưu kế, cân nhắc chuyện lớn giúp ngươi. Đội trưởng cười ha ha, rất hài lòng về thái độ trong ngôn từ của Hứa Thanh. Lời của Hứa Thanh khiến cho y cảm thấy mình vẫn là đại sư huynh, vì vậy giơ hai tay lên trà sát, đi qua đi lại trong kiếm các của Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, đây chính là một cái cơ hội tuyệt thế trời ban, Hồng Nguyệt phủ xuống, thôn. Phệ thần linh trong tiên cấm, đám thần chó cắn chó, sau đó chúng ta có thể vơ vét nhiều thêm một chút ở trong tiên cấm. Hứa Thanh gật đầu. Đội trưởng đang thỏa mãn liền lộ ra bất mãn, liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ngươi ở một chỗ cùng với con chim nhỏ kia quá lâu, không còn dã tâm nữa rồi sao? Chút đồ bỏ đi trong tiên cấm sao có thể xứng được với thân phận phụ thân thiên đạo của ta và ngươi chứ? Lần này, chúng ta phải tìm cách vào thời điểm hai thần linh đánh nhau, thừa cơ giành một khối máu thịt thần linh trong tiên cấm, mặc dù nghe ý của ngươi. Thần linh trong tiên cấm có chút kém, nhưng đó cũng là thần linh nha. Chúng ta lén lút đoạt một khối từ trong miệng Hồng Nguyệt, nếu như có thể thành công, vậy liền châu bò. Đôi mắt đội trưởng đỏ lên.
Hứa Thanh nghe nói như thế, hô hấp cũng trở nên dồn dập, đôi cũng tương tự đỏ lên. Trên thực tế hắn cũng muốn làm như vậy. Nhưng sự tình này không thực tế, vì vậy đè xuống gợn sóng trong lòng, bình tĩnh mở miệng. Đại sư huynh, chỉ dựa vào hai ta thì khả năng không lớn. Huống hồ nếu chúng ta xử lý không tốt, không những góp chính mình đi vào, mà kế hoạch của Hoàng Đô cũng sẽ bị quấy nhiễu, ảnh hưởng tới Phong Hải quận, cho nên không thể quá tham được. Đội trưởng cũng là nhíu mày, trầm ngâm. Người nói có đạo lý, cuối cùng vẫn là do chúng ta quá yếu. À, khối thịt mỡ ở ngay trước mắt lại không ăn được. Đội trưởng có chút phát điên, cuối cùng ngồi xuống trước mặt Hứa Thanh, thở dài một tiếng, vừa muốn mở miệng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, đôi mắt của y bỗng nhiên trợn to, chợt vỗ đùi một cái. Có rồi, tiểu sư đệ, chúng ta đi tìm sư tôn. Ta nói cho người biết, lúc lão đầu tử còn trẻ tuổi đã làm những việc như thế, lão chính là tổ nghề đó nha, tại sao ta lại biến thành dạng này chứ? Không phải là... Do trước kia lão đã dẫn ta cùng nhau làm qua mấy lần sao? Tuy rằng có đôi khi ta cũng kích động, nhưng ta nghĩ rằng nhất định đều là do lão đầu tử dạy hư. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Trong mắt đội trưởng cũng tương tự lộ ra ánh sáng sáng ngời. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt lóe lên ánh sáng. Sư tôn, không sai. Đã một đoạn thời gian ta không nhìn thấy lão đầu tử rồi. Lần trước nhìn thấy lão tổ huyết luyện tử, ta có hỏi, tu vi lão đầu tử hình như lại đột phá, như thế không hợp lý. Tu vi lão đầu tử để thăng nhanh như vậy, nhất định là đã che giấu chúng ta ăn vụng thứ gì rồi. Đội trưởng lần nữa hung hăng vỗ đùi, một bộ dạng như phụ mẫu ăn đồ ngon mà cõng mình trên lưng, sau đó mình mới phản ứng lại. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1150, nhưng ta là sư tôn của hắn. 1. Nghe lời nói của đội trưởng, Hứa Thanh không khỏi nhớ lại lúc đi tới thi cấm, vị trí của sư tôn trong trận pháp hình như còn mấu chốt hơn so với lão tổ. Vì vậy cũng sâu sắc chấp nhận, nhẹ gật đầu. Mắt thấy Hứa Thanh nhận thức đề nghị của mình, đội trưởng mặt mày hớn hở, thấp giọng mở miệng. Chúng ta đi tìm sư tôn, việc này không cách nào truyền âm, cũng không tiện mượn nhờ tay của chấp kiếm đình truyền đi. Đội trưởng trừng mắt nhìn, sau đó đảo mắt qua trên người Hứa Thanh. Chuyện này chỉ có thể lừa gạt sư tôn tới, sau đó trực tiếp nói ở trước mặt. Cho nên là Hứa Thanh hồ nghi, hắn cảm thấy ánh mắt đội trưởng có điểm gì là lạ. Cho nên, bây giờ chúng ta phải cân nhắc thật tốt, xem làm thế nào để sư tôn có thể cấp tốc ngựa không dừng vó vội vàng chạy đến đây mới được. Đội trưởng ho khan một tiếng, tiểu sư đệ ngươi xem, việc này. Ấy à, chỉ có thể nói là ta hoặc ngươi, một trong hai người có một người sắp chết rồi mới được, và lại nhất định phải chân thật. Mặc dù nói ta sắp chết, sư tôn sẽ vô cùng lo lắng, lập tức liền đến, dẫu sao sư tôn cũng rất thương yêu ta. Nhưng ta cho dù chỉ còn lại kế đầu cũng không có việc gì, đoán chừng sư tôn vừa suy nghĩ liền có thể đoán được chúng ta đang lừa gạt lão. Chẳng lẽ không có mật hiệu gì sao? Hứa Thanh mặt không cảm xúc, bình tĩnh mở miệng. Không có mật hiệu, quả thật không có cái đồ chơi này. Đội trưởng che mặt thán một tiếng, liếc mắt nhìn lén Hứa Thanh, sau đó tiếp tục nói. Chỉ có thể ủy khuất tiểu sư đệ ngươi rồi, để chân thật hơn, ngươi không nên phản kháng. Ta cũng sẽ ra tay điềm đạm một chút, cố gắng để thương thế 7 ngày liền có thể chuyển biến tốt đẹp. Người yên tâm, tối đa cũng chính là cắt chân mà thôi, trên người nhiều thêm mấy cái lỗ thủng. Xương cốt vỡ khoảng 180 khối, óc người lại rơi vãi ra một chút, trước kia chúng ta đã làm rất nhiều lần, ta có kinh nghiệm. Chủ yếu nhất là, sau khi sư tôn đến trông thấy thương thế của ngươi, sẽ không cho rằng chúng ta lừa gạt lão. Tiếp đó chúng ta liền thuận lý thành chương nói ra chuyện này, nhất định thuận buồm xuôi gió, an tâm, trước kia ta thường xuyên làm như vậy. Đội trưởng cười hắc hắc, nội tâm kích động, mỗi lần cởi bỏ phong ấn, y đều mơ tưởng dựng lên uy nghiêm của đại sư huynh trước mặt Hứa Thanh. Nhất là lúc trước xém chút nữa không đuổi theo tốc độ tu luyện của Hứa Thanh, cho nên lần này tâm tình của đội trưởng rất nồng nhiệt, dự định lập uy thật tốt. Hứa Thanh nhẹ gật đầu,
lấy ra kiếm lệnh, đổi quyền hạn truyền âm cùng đại trưởng lão chấp kiếm đình, sau đó nhanh chóng truyền âm. Làm phiền đại trưởng lão, giúp ta truyền đi cho ta sư tôn một lời nhắn. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, tiếp tục cầm lấy kiếm. Lệnh truyền âm, mà loại truyền âm này, người ngoài không nghe được. Xin báo cho sư tôn của ta, đại sư huynh của ta muốn thông hôn cùng một con vân thú trong quận đô, ta không cách nào khuyên can. Hôn kỳ chính là 3 ngày sau, y không dám báo cho sư tôn biết, nên ta mới báo cho biết, mời lão nhân ra người tới đây để tham gia hôn lễ. Đại trưởng lão bên đó trầm mặc, sau đó nở nụ cười, hiển nhiên nghe ra tính chân thật bên trong lời nói này, vì vậy nhàn nhạt đáp lại. Ta nghĩ sư tôn ngươi nhất định rất vui vẻ khi nghe việc này. Đa tạ đại trưởng lão. Hứa Thanh trịnh trọng nói, sau đó bỏ kiếm lệnh xuống, nhìn về phía đại sư huynh đang hiện lên vẻ mặt hổ nghi. Tiểu sư đệ, tại sao ta cứ cảm thấy có điểm gì là lạ, người có nói theo lời chúng ta đã bàn lúc trước không đấy? Đội trưởng cẩn thận quan sát Hứa Thanh. Đại sư huynh, người phải tin tưởng ta. Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua ánh mắt đội trưởng. Đội trưởng tổng cảm thấy không đúng, nhưng vẫn xoa xoa đôi bàn tay, ánh mắt sáng lên. Được rồi, ta sẽ động thủ nhẹ nhàng một chút. Tiểu sư đệ, đại sư huynh của ngươi vừa mới đột phá, hiện giờ rất là lợi hại, đúng lúc lấy ngươi luyện tay một chút. Đội trưởng nói xong, liền muốn động thủ. Hứa Thanh nhìn qua đại sư huynh, lắc đầu. Đại sư huynh, ta truyền tin nói là ta trúng độc, loại độc mà ta không giải được. Nói xong, Hứa Thanh lấy ra một chút độc thảo từ túi trữ vật, nuốt xuống. Đội trưởng trợn mắt thật to, nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh vẻ mặt vô tội, nhìn qua đội trưởng. Bị thương sư tôn cũng sẽ không tin, dẫu sao quá thường gặp, cho nên ta nói mình bị trúng độc. Người cũng biết ta hiểu rõ độc đạo, độc mà ta cũng không thể giải. Nói rõ loại độc này cực kỳ nghiêm trọng. Hứa Thanh nói xong, lại lấy ra một chút phấn độc thành phẩm, nuốt xuống. Đội trưởng nhìn thấy Hứa Thanh đang ăn độc, bản năng cảm giác. Trong này có lừa dối, nhưng hình như lại phù hợp suy luận, và lại Hứa Thanh một hồi tiếp theo liền ăn rất nhiều độc. Nhưng tưởng tượng đến những gì trải qua trước kia, đội trưởng lại trừng mắt nhìn, bày ra thần sắc cười nhạt. Tiểu sư đệ, một chiêu này của ngươi vẫn là quá non rồi, ngươi thật sự cho là ta sẽ tin tưởng sao? Ha ha ha! Đội trưởng nhàn nhạt mở miệng, sau đó duỗi lưng một cái. Từ Ngây Hoàng Châu đến đây, coi như là truyền tống, nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Được rồi, ta không đánh ngươi nữa, ngươi tiếp tục ăn đi, ăn nhiều một chút, ta đi trước, tra xét tình báo về tiên cấm. Nói xong đội trưởng chắp tay ra sau lưng, mang theo thần sắc đắc ý, bộ dáng ta tuyệt đối sẽ không tin ngươi, rời đi. Hứa Thanh đưa mắt nhìn đội trưởng rời đi, lắc đầu, tiếp tục ăn độc. Bên ngoài kiếm các, thần sắc đội trưởng vô cùng thong dong. Ngây ngang đi về phía trước, cho đến khi đi tới bên trong quận đô, y mới tìm một nơi hẻo lánh, nhanh chóng cúi đầu nhìn tay phải của mình. Trong lòng bàn tay của y mọc ra một con mắt, bên trong chiết xạ ra cảnh tượng Hứa Thanh đang ăn độc, vẫn còn ăn. Chẳng lẽ hắn phát giác được con mắt ta thả ra? Không thể nào, hiện giờ ta đã cởi bỏ phong ấn, có lẽ Tiểu Thanh không phát hiện được. Đội trưởng có chút do dự, lại quan sát thêm vậy. Cứ như vậy 2 ngày trôi qua, vào lúc chỉ còn cách thời gian từ Ngây Hoàng Châu chạy tới nơi này nhanh nhất là 1 đêm. Đội trưởng lần nữa đi đến kiếm các của Hứa Thanh. Sau khi đi vào, y vỗ vỗ bụng, ngồi trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, toàn thân xanh đen, một bộ dạng trúng độc cực kỳ nghiêm trọng. Cái kia, tiểu sư đệ à, không cần thiết phải tới mức như vậy chứ. Đội trưởng nhìn bộ dạng Hứa Thanh, trong lòng càng thêm do dự. 2 ngày này y nhiều lần quan sát, phát hiện Hứa Thanh thật sự đang ăn độc, không ngừng ăn. Sau khi sư tồn đến, một khi phát hiện chúng ta lừa gạt, nhất định sẽ rất tức giận. Hứa Thanh nói xong, tiếp tục cầm lấy một cây độc thảo, cho vào trong miệng giặc 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 cắn mấy cái. Cho nên, ta càng thê thảm một chút, sư tôn cũng sẽ không tức giận như vậy nữa. Đội trưởng hãi hùng khiếp vía, đồng thời cũng lo lắng kết quả mà Hứa Thanh phân tích. Nếu như thật sự là như thế, vậy sau khi sư tôn đến, mặc dù sẽ sinh ra tức giận, dù sao cũng bị 2 người bọn họ lừa gạt tới, nhưng thái độ của Hứa Thanh rất thành khẩn, diễn trò thì diễn nguyên bộ,
Điều này nói rõ hắn rất tôn trọng sư tôn. Lừa gạt cũng có đạo của lừa gạt. Nói như vậy, thật đúng là có khả năng sư tôn sẽ nguôi giận. Mà nếu như mình chuyện gì cũng không làm, lấy hiểu biết của mình đối với sư tôn nhất định sẽ cho là mình không tôn sư trọng đạo. Dẫu sao lừa gạt sư tôn, bất kể nguyên do gì, cũng phải có một cái thái độ tốt. Nếu không có ai để so sánh thì cũng đành, bây giờ lại có người để so sánh. Nghĩ tới đây, đội trưởng có chút xoắn xuýt, u oán liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Mắt thấy thời gian dần trôi qua, trời bên ngoài cũng đang bắt đầu tờ mờ sáng. Đội trưởng hung hăng nghiến răng một cái, giơ tay lên vươn về phía Hứa Thanh. Cho ta chút độc dược. Hứa Thanh vẻ mặt kinh ngạc. Người cũng muốn. Cho ta. Đội trưởng hiện ra vẻ mặt bi phẫn nói. Hứa Thanh lặng lẽ đưa độc dược ra. Các bạn vừa nghe xong tập 115 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.